chú nha, lên cho chú một máy xác nha, cái tin 180C nha. Xe này là cái khác, cái đời kia là khác xả thôi ha. Con này về thì nó bị xước nhẹ ha, nhưng mà em cũng không dọn đâu, về chú lấy nhám rút ra, lấy nhám lâu ha, bao xài luôn rồi, đầy đồ thiếu tay giật, thiếu vàng áo, thiếu ốp lam ha. Về mấy chú đang có 180 đang xài thì về mua về dự trữ đồ ha. Đó, xác này bán cho chú 500 ha, bình xăng con rồi không là đủ vốn ha, bô cực kỳ đẹp luôn, bô bây giờ mua cũng phải mấy xị ha. Rồi xác như vậy bao lửa, hơi thì nó xước nhẹ đó, thì bán cho chú 500k nha, không có bài ship COD nha. Dòng này máy Đức ha, không có phải máy Trung Quốc nha, tại vì con này máy Mỹ ha, đầu số 2. Con này máy của Mỹ ha, đây 202 ha. Con này thì bán cho chú 5 xị, chuyển khoản không ship COD ha. Ok.